các bạn. Wie heißt das hier, Mama? Das ist hier ein Bootsteg da. Die Moha. Und hier ist der Weg, ein Weg am Strand entlang. Nein, nein, die, das im Meer. Das ist der Botten, der große Jasmunder Botten. Ein Botten. Das Meer ist ein ganz großes Wasser hier. Ja. Aber es ist auch Verbindung mit der Ostsee nicht mehr. Auch ja. Verbindung mit der Im Marcel, bin? Nee, mit der Straße ja. Nee, gia đình của mình dẫn tụi nhỏ đi ra bờ sông xem. Đi con, đi con. Hai đứa tụi nhỏ thích lắm. Các bạn, Quyên mời các bạn cùng gia đình mình đi đi chơi với tụi nhỏ nha. Mình cũng không biết cái chỗ này gọi là như chỗ nào nữa. Ở đây chứ mình không có đi mới ra mấy chỗ này. Hai đứa nhỏ thích lắm, thích đi chơi gì nè. Lạnh lắm luôn á. Thì mua nghịch kìa. Cây nào màu vàng nè. Này rừng thưa lá nè, lá rụng hết rồi. Cái này con sông này nó chảy dài dài lắm các bạn. Ra tới thành phố hôm trước mình đi chơi đó. Nó dài tới thành phố đó đó. Đây có những cái băng đá, băng ghế nè, ghế gỗ á. Cây này là cây mình nghĩ nó là cây cherry á. Cây anh đào á. Mình nghĩ như vậy. Mama, that's cherry, yeah? Kisser here, yeah? Đây cây quả anh đào nè. Nhìn cái ghế nè, ghế gỗ người ta làm nè. Nhìn đơn giản nha nhưng mà thích. Ein Hühnergott, wenn man da durchguckt, kann man sich was wünschen. Ja. Ja. Guck mal. Pass auf, Kinder. Schmeiß jetzt die Steine ins Wasser. Baba, hast du einmal? Ich habe einen Hühnergott gefunden, wenn man da durchguckt. Ja, da, cái cục đá có cái lỗ đó các bạn. Guckt man durch und da kann man sich was wünschen. Là anh nói nhìn qua đó có thể là ước mơ gì. Yeah, that's a sure nova. Better plus, better speed plus out. Lạnh tụi nhỏ ho nhưng mà nó bình thường à, tại vì thay đổi thời tiết thôi. Timo, cái giày con bị ướt là con bị bệnh nha Timo. Lia, nicht so dicht ans Wasser ran. Lia, komm aus Wasser raus. Hallo. Hallo ihr zwei, geh mal zu Mama Lia, komm mal. Die rennt gleich ins Wasser rein. Der hat schon gleich nasse Füße. Ja. Hai đứa nó mệt gì đó, nó ăn xăng lắm. Ở trên nó rừng đó các bạn. Hier ist noch eine Steilküste. Eine schöne Steilküste. Eine hier, Mama. Komm, hier, Mama, so wie hier. Was?
Ich weiß das nicht, wir gucken mal. Komm hier. Kann man essen das? Nee, das sind Quallen. Das sind Quallen. Ja, da, guck mal. Das sind Quallen, die sind aber nicht giftig, die Quallen. Das sind Quallen. Ja, guck mal. Quallen. Nee, an Wasser, ja. Die sind aber nicht giftig. Ja, guck mal. Nhiều sữa con á. Kann man auch anfassen. Hai giờ bố sân nha. Ok, chuột mũi cho nó. Cảnh nó phía dưới đó mà. Lên cao, mình lên cao mình thở. How to knock, Baba? You have knock? Nhỏ ho quá trời ho rồi đó. Mẹ đây, nắm tay con hả? Có yêu mẹ lắm hả? Nhà trên đây đẹp quá các bạn ơi. Phải nói là ngôi nhà trên Thảo Nguyên nè. Đẹp lắm. Ở đây chắc bằng đêm thì buồn lắm, nhưng mà đẹp vào ngày đẹp quá. Mình đi xíu mình thở nè. Nè cái nắm to nè các bạn. Nó đi à mệt đi à, bắt ba cổng rồi kìa. Đi à, nó yếu, nó không có khỏe như mình vậy đó. Đi xíu là nó mệt. Đi mô nó khỏe giống ba lắm. Con xin chào đi con. Xin chào. Xin chào cô chú. Đi mô xin chào cô chú đi con. Đẹp quá ha. Cảnh đẹp quá các bạn ha. Mê luôn á. Mùa hè đẹp lắm, ông xã mình nói mùa hè đẹp lắm. Chào tạm biệt các bạn nha. Tschüss. À, tụi mình dẫn người nhỏ đi về. Tạm biệt cô chú đi con. Jetzt gehen wir zum Mittagessen. Tạm biệt cô chú, tạm biệt các bạn nha.
Giờ mình ra ngoài lộ rồi.